Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều thay đổi trong quản lý an toàn thực phẩm và an toàn sinh học đối với thực phẩm và nông sản nhập khẩu vào thị trường nước này. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm vào thị trường Trung Quốc phải tuân thủ luật an toàn thực phẩm, luật an toàn sinh học và các quy định khác liên quan. Từ đầu năm 2022, Trung Quốc bắt đầu áp dụng các quy định trong lệnh 248-249 với mục tiêu công khai minh bạch hóa thông tin và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời yêu cầu vai trò nhiều hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam. Sau khi xem xét danh sách do cơ quan có thẩm quyền của phía Việt Nam gửi, Hải quan Trung Quốc sẽ cập nhật lên cổng thông tin Cipher. Chỉ khi hoàn thành các thủ tục này, doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Trong trường hợp cần xem xét đánh giá trực tiếp, Hải quan Trung Quốc sẽ cử đoàn sang thanh kiểm tra trực tiếp các cơ sở sản xuất đóng gói. Bên cạnh lệnh 248-249, 10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam và Trung Quốc còn ký nhiều thỏa thuận thúc đẩy thương mại nông sản và thực phẩm giữa hai nước. Trong đó, có việc Trung Quốc đồng ý cho Việt Nam xuất khẩu chanh leo và sầu riêng chính ngạch. Dù vậy, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính. Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu vào thị trường này, cũng như thị trường các nước là thành viên WTO hay đối tác trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm rõ các yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm. Đó không đơn thuần là quá trình thay đổi nhận thức, mà còn là cả cách tiếp cận trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khi gieo hạt, thả giống đến quy trình canh tác, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, bảo quản, phân phối. Ngoài ra, còn là sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về vùng trồng, vùng nuôi, đảm bảo công tác thanh kiểm tra, giám sát được thực hiện xuyên suốt cho tới lúc sản phẩm lên bàn ăn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là như những ý kiến ở trên thì Trung Quốc là một thị trường rất lớn và tất cả các quốc gia ở trên thế giới đều muốn đưa sản phẩm vào thị trường này. Còn với riêng Việt Nam của chúng ta thì kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thực phẩm và nông sản vào thị trường Trung Quốc liên tục tăng trong những năm vừa qua. Trong 9 tháng năm 2022 thì kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của chúng ta vào thị trường Trung Quốc là 7,4 tỷ đô la Mỹ, tức là chiếm khoảng 18,2% tổng kim ngạch của nhóm hàng này, và Trung Quốc tiếp tục là bạn hàng lớn thứ hai của chúng ta để chúng ta xuất khẩu mặt hàng nông lâm thủy sản. Và thưa quý vị, là dư địa của thị trường Trung Quốc thì còn rất là lớn. Tuy nhiên thì quan trọng nhất là làm sao mà chúng ta có thể đưa những sản phẩm mới vào thị trường này. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải đảm bảo hoạt động xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc, nhưng mà vẫn phải đáp ứng được các yêu cầu và quy định của lệnh 248 và 249. Và để hiểu rõ hơn về những vấn đề chúng tôi vừa đề cập tới thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là câu hỏi đầu tiên, xin được đặt câu hỏi cho Ngô Xuân Nam ạ. Đã hơn một năm kể từ khi văn phòng SPS Việt Nam của chúng ta bắt đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ cũng như là giải đáp các thắc mắc, cũng như là đào tạo, tập huấn, triển khai các phương pháp và cũng như là các dự án hỗ trợ cho các địa phương ạ. Và cũng có cái sự áp dụng của lệnh 248 và 249. Thì theo ông, đâu là điểm mà các doanh nghiệp đặc biệt là cần phải lưu ý khi mà chúng ta, cái quá trình chúng ta hỗ trợ các doanh nghiệp? Cho đến nay phải nói là phía Hải quan Trung Quốc cũng đã phê duyệt, tính đến ngày hôm nay là 23 tháng 10 năm 2022 thì Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cho Việt Nam là 2.362 mã sản phẩm nông sản, tức là rơi vào khoảng trên 2.000 doanh nghiệp. Thì có thể nói cái điểm mấu chốt mà để chúng ta có được cái số lượng doanh nghiệp tương đối lớn như thế này, và theo thống kê của văn phòng SF Việt Nam thì so với toàn thế giới thì hiện nay Trung Quốc phê duyệt khoảng gần 80.000 mã sản phẩm. So với các nước lân cận của chúng ta thì đây cũng là một con số tương đối lớn. Thì cái điểm mấu chốt là cái việc đầu tiên là cái việc mà hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã có nhận thức đầy đủ về việc là tổ chức sản xuất làm sao đáp ứng được với cái yêu cầu về an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh của thị trường Trung Quốc. Cái mấu chốt thứ hai là cái sự phối hợp đồng bộ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, của Bộ Công Thương, của Bộ Y tế. Trong Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì văn phòng SPS cùng với Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Thú y, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản thì cũng đã có sự phối hợp rất đồng bộ trong cái việc hướng dẫn cho các doanh nghiệp. Cái sự phối hợp tiếp theo nữa là sự phối hợp giữa văn phòng SPS Việt Nam, các cơ quan
các hiệp hội, và đặc biệt ở đây là tôi cho rằng là cái sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu các cái quy định của thị trường để chúng ta đăng ký để đáp ứng các yêu cầu thị trường này. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ ban đầu của ông. Và thưa bà Hương ạ, là đại diện của một doanh nghiệp đã làm việc rất nhiều, rất lâu năm tại thị trường Trung Quốc, thì bên phía công ty Việt Phúc cũng đã có cái sự tìm hiểu như thế nào về những cái thông tin liên quan tới lệnh 248, 249, và chúng ta đã có cái sự thích ứng như thế nào với hai lệnh này? Bên cạnh đó thì theo bà, cái sự chủ động này cũng sẽ có cái tầm quan trọng như thế nào trong bối cảnh là Trung Quốc hiện nay thì vẫn đang áp dụng những cái lệnh rất là khắt khe để kiểm dịch COVID-19, đặc biệt là ở trên bao bì sản phẩm, thưa bà? Chúng tôi đánh giá rất cao về thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc phải nói là một thị trường khổng lồ, rất hấp dẫn và thị trường thèm muốn của tất cả các quốc gia khác, không riêng gì Việt Nam. Tôi nhận thấy rằng là không chỉ riêng doanh nghiệp chúng tôi mà trong nhiều doanh nghiệp chúng tôi, nông nghiệp chúng tôi cũng nhận thấy rằng là thị trường Trung Quốc là một thị trường Việt Nam rất có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là các nông sản của Việt Nam, nông sản mang tính nhiệt đới, và Việt Nam có cái điều kiện địa lý rất đặc biệt, vĩ độ trải dài và rất nhiều trái cây cũng như là con có được nuôi trồng ở Việt Nam sẽ có chất lượng cao và chất lượng rất là ngon. Bên cạnh đấy thì Việt Nam lại rất thuận lợi về mặt địa lý và sẽ tiết kiệm được rất nhiều về chi phí vận chuyển, cũng như là sẽ qua đó thì sẽ tiết kiệm rất nhiều trong các cái công nghệ chế biến và bảo quản. Thì tôi thấy rằng là qua trong năm vừa qua thì cũng do điều kiện là Covid, nhưng thực sự mà nói là do cái khi mà Trung Quốc ban hành cái pháp lệnh 248, 249 thì phía góc độ doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi cũng có cái may mắn là chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật thông tin từ phía các đối tác Trung Quốc. Chúng tôi cũng biết được là cái chương trình này của họ từ nhiều năm trước. Và ngay từ năm 2018 thì tham gia cùng một trong một chương trình, tham gia cùng đoàn bộ doanh nghiệp đi Trung Quốc tham gia hỗ trợ xuất khẩu Thượng Hải. Thì tôi thấy rằng chính phủ Trung Quốc chắc chắn là họ có những cái cải cách rất là mạnh mẽ và hướng đến quản lý, đẩy mạnh công tác quản lý, quản trị cũng như là đặc biệt là kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Và họ đưa ra, họ có những cái viện gọi là viện tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Họ đặt ra tất cả các sản phẩm nông sản vào Trung Quốc cũng như sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc phải theo một tiêu chuẩn nhất định. Và khi mà doanh nghiệp Việt Nam được biết là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì bắt đầu là cái pháp lệnh 248, 249 được áp dụng, thì trước đó từ tháng 6 và tháng 6 cũng như tháng 9 và tháng 10 thì Bộ Nông nghiệp là có những cái chương trình rất là kịp thời hỗ trợ và hướng dẫn cho doanh nghiệp. Điển hình là văn phòng SPS, Cục Bảo vệ Thực vật, rồi Cục Trồng trọt. Đặc biệt là đối với văn phòng SPS là có những cái hướng dẫn và những cái chương trình mà tổ chức online, họ online rất là gấp rút. Thế thì chúng tôi, doanh nghiệp chúng tôi thì trong cái thời gian đầu thì cũng rất là bỡ ngỡ và cũng hơi khóc. Nhưng tuy nhiên thì khi mà được truyền thông đầy đủ và được hướng dẫn, và sau khi được hướng dẫn cụ thể làm thế nào để đăng ký và hiểu thế nào là 248, thế nào là 249, các quy định cụ thể, thậm chí là chi tiết đến quy định trên bao bì, thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là cái quy định rất là ngặt nghèo về bao bì. Ví dụ như công ty chúng tôi, một công ty thành viên trong Việt Phúc Group, chúng tôi xuất khẩu điều đi Trung Quốc. Thế thì khi vì áp dụng theo pháp lệnh mới thì cái bao bì họ yêu cầu rất là chặt chẽ, họ in rõ đúng theo quy định số lô, rồi số lót, rồi ngày sản xuất và điều mã của cơ sở, mã cơ sở đóng gói, mã của doanh nghiệp xuất khẩu phải đúng. Nếu mà làm không đúng, thậm chí là trình tự in cũng phải đúng theo quy định. Tôi cho rằng đây là cái việc này, có thể lúc ban đầu thì doanh nghiệp sẽ cảm thấy khớp, thế nhưng mà khi mà làm quen và có quy trình chuẩn thì sẽ giúp cho doanh nghiệp, là đặc biệt là giúp cho doanh nghiệp trong cái cải thiện trong quản lý chất lượng và có hệ thống. Cái pháp lệnh 248, 249 họ của chính phủ Trung Quốc đưa ra không chỉ riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các cái doanh nghiệp của các nước ở nước ngoài khi đưa sản phẩm của họ, nông sản của họ, thực phẩm của họ vào thị trường Trung Quốc để mà tuân thủ. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho các doanh nghiệp, và đặc biệt từ đầu chuỗi, từ người nông dân sản xuất, chúng ta phải nghiêm túc, phải thay đổi từ ý thức. Thương mại điện tử phát triển thì chắc chắn là phải theo chuẩn, không chuẩn thì không thể làm được.
Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của bà Hương. Thưa ông Nam, chúng ta thấy rằng cái tình trạng mà nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu liên tục xảy ra, đặc biệt là cao điểm cuối năm 2021. Nhiều ý kiến thì cho rằng là cái tình trạng này, thực trạng này xảy ra một phần là do ảnh hưởng của lệnh 248, 249. Ở một chiều ngược lại thì nhiều ý kiến khác thì lại cho rằng là nếu mà nói như vậy thì là cũng không hẳn mà cũng không là thỏa đáng. Vậy thì ông có thể chia sẻ nhiều hơn cho chúng tôi về vấn đề này này, và phải chăng là những cái rào cản khi mà chúng ta xuất khẩu chính ngạch nông sản sang thị trường Trung Quốc ấy, không chỉ đơn giản là những cái rào cản về kỹ thuật mà còn cả vấn đề tâm lý nữa? Cái câu chuyện mà tắc biên năm 2021 thì tôi khẳng định là không phải nguyên nhân do lệnh 248, 249, bởi vì cái số lượng container bị tắc biên cửa khẩu giáp với Trung Quốc ấy, tại thời điểm cuối năm 2021 thì chủ yếu là các cái mặt hàng trái cây. Mà mặt hàng chúng ta lưu ý là trong lệnh 248 quy định về đăng ký doanh nghiệp thì cái nhóm mặt hàng trái cây, nhóm mặt hàng thủy sản là nhóm mặt hàng mà mặc dù trong quy định của lệnh 248, 249 nhưng mà đây là nhóm mặt hàng mà có truyền thống đã ký nghị định thư hoặc là thỏa thuận giữa Việt Nam với Trung Quốc, và lệnh 248 không điều chỉnh những cái mặt hàng mà đã có thỏa thuận riêng. Và như vậy có thể khẳng định là cái việc tắt biên giới thì không liên quan đến câu chuyện 248. Nếu mà người hiểu sâu về nông nghiệp thì phải thấy rằng là cái mặt hàng trái cây ấy, thì nó chiến theo mùa vụ. Không, chúng ta chưa có cái chưa có nhiều cái công nghệ mới để làm sao mà nghiên cứu ra các cái sản phẩm mà nó chín giải đều trong năm để đáp ứng được câu chuyện thị trường. Và thứ hai nữa, chúng ta cũng phải cần phải lưu ý là cái cơ sở hạ tầng của năm tỉnh biên giới của chúng ta thì với cái sự tốc độ phát triển nông nghiệp chúng ta hiện nay thì cái việc mà đáp ứng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông của chúng ta lên biên giới là đang còn hạn chế, và công năng của năm cửa khẩu của chúng ta thì tôi cho rằng là cũng chưa thể tương xứng được với phía đầu mối của bên bạn. Do vậy mà cái câu chuyện này chúng ta phải cần phải có một chiến lược dài hơi, một chính sách tầm vĩ mô để làm sao giải quyết hai cái đầu mối này, làm sao mà đủ cái công năng để vừa cái việc sản xuất trong nước của chúng ta mà vừa xuất khẩu lên biên giới nó đảm bảo nó không bị nghẽn. Chúng ta phải nhận thức cho đúng về cái câu chuyện này. Thưa bà Hương ạ, Bộ trưởng thì cũng có những cái định hướng về việc là làm sao mà chúng ta cần phải làm việc, làm ăn lâu dài, bền vững với thị trường Trung Quốc. Và chúng ta thì mới hiểu được cái tầm quan trọng của việc là xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Và có lẽ là ngay từ lúc này đây thì người dân cũng như là doanh nghiệp cần phải thay đổi mạnh mẽ hơn, triệt để hơn về tư duy khi mà chúng ta giao thương với Trung Quốc. Đúng ạ, thưa bà. Thực sự thì tôi thấy là năm vừa rồi là tôi thấy Bộ Nông nghiệp đã có những cái thay đổi và cách tiếp cận rất là hay, là Bộ trưởng chủ trì tổ chức các cái một số các hội thảo để mời các doanh nghiệp, mời các tư lệnh ngành, các lãnh đạo các tổng cục cũng như là thậm chí cả địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp, mời doanh nghiệp tham gia vào để cùng nhau bàn bạc thảo luận, đưa ra một cái để xây dựng một cái chiến lược để làm sao thúc đẩy nông sản sang thị trường Trung Quốc một cách bền vững. Thì tôi đánh giá rất là cao về cái cách tiếp cận như vậy, và tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Nam là đúng là cái việc này nó không chỉ riêng một mình ngành nông nghiệp, nói sự phối hợp của tất cả các ngành, có ngành công thương và sự hỗ trợ của ngoại giao rồi cũng chính phủ và cả chính phủ nữa, và đặc biệt là các tỉnh có 5 cái tỉnh mà có 5 cửa khẩu chính mà bên phía Trung Quốc và Việt Nam có những cái hiệp định về để mở các cửa khẩu quốc tế để thúc đẩy nông sản thành các cái khu kinh tế đối trọng với nhau. Thị trường Trung Quốc ở theo dọc biên giới của Việt Nam nó có ít nhất là theo 5 khu vực lớn và có 7 cửa khẩu, đúng không ạ? 7 cửa khẩu là hàng nông sản Việt Nam có thể sang ở bên kia. Thì tôi thấy vừa rồi là chính phủ cũng như là Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, các bộ là có những cái cuộc họp và bằng các cái kế hoạch cụ thể thì đưa ra một cái kế hoạch cụ thể thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng, doanh nghiệp chúng tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái việc mà nâng cấp cái hạ tầng ở phía Việt Nam đối rộng trọng với bên phía tại 7 các cửa khẩu biên giới. Thực sự là đấy là một cái mà mọi người đã ý thức được. Thì tôi đấy có một điểm mừng là ý thức được là mọi người rất là phấn khởi và trông đợi nếu như các nông sản được đi chính ngạch thì mọi người sẽ quyết tâm và mọi người sẽ sẵn sàng để làm theo hướng dẫn của doanh nghiệp, làm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước địa phương, cụ thể của Sở Nông nghiệp, của Chi cục Bảo vệ Thực vật. Đấy thì tôi thấy cho rằng đấy là một cái mà bà con đã bắt đầu và cái người trực tiếp tham gia sản xuất đã có sự thay đổi về nhận thức. Chúng ta thực sự mà làm đúng, mà làm theo hướng dẫn của Bộ, của Cục Bảo vệ Thực vật, rồi của địa phương, Sở Nông nghiệp, của Chi cục Bảo vệ, và tuân thủ các cái quy định mà bên SP hướng dẫn,
thì là chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là thị trường nó sẽ được ổn định hơn. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa ông Nam, là cuối tháng 5 năm 2022 thì chúng tôi được biết là văn phòng SBS Việt Nam cũng đã triển khai tổng cộng là 12 cuộc dự thảo này, hội nghị, diễn đàn, hội thảo và phổ biến quy định SBS tại các khu vực mà sản xuất nông nghiệp trọng điểm tại nước ta. Và sau cái quá trình mà chúng ta đã thực hiện rồi thì theo ông thì phản hồi của các địa phương, của các doanh nghiệp như là cái kết quả mang lại là như thế nào? Thông qua các cái hội nghị này thì chúng tôi cũng cảm nhận được, một là cái vấn đề là cái sự tiếp cận của người nông dân của chúng ta. Tại vì tôi cho rằng người nông dân hoàn toàn có quyền hiểu và có quyền tiếp cận với các hiệp định thương mại tự do. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng các cái hiệp định, các FTA là cái gì nó quá vĩ đại, nó quá lớn tầm quốc tế, thì tôi cho rằng cũng đúng như ý kiến của chị Hương. Bây giờ là thế giới phẳng, mọi người đều có quyền tiếp cận tất cả các cái thông tin đó, thì bà con cũng rất là phấn khởi. Lúc đấy cũng sẽ hiểu được là ở khi mà Việt Nam chúng ta tham gia các cái hiệp định như vậy thì người nông dân được hưởng lợi như thế nào và người nông dân phải tuân thủ các quy định của thị trường như thế nào. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh đến cái quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh của thị trường. Người nông dân phải hiểu biết được các quy định này để tạo ra cái sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Thì đấy là cái đối tượng mà tôi cho rằng một cái thành công của văn phòng trong thời gian vừa qua. Thứ vấn đề thứ hai là vấn đề đào tạo. Đúng không ạ? Chúng ta cứ nói thế thôi, nhưng mà nếu như chúng ta không có đào tạo cho các hợp tác xã, các hộ nông dân, các doanh nghiệp về các cái kiến thức, cập nhật các kiến thức cơ bản của thị trường, thì đương nhiên nếu người ta không có kiến thức, người ta sẽ không thực hiện được. Và ngay tại hội nghị tại Quảng Nam thì một số doanh nghiệp tham dự hội nghị cũng sẵn sàng là nhận cái cán bộ kỹ thuật ở cái trường Quảng Nam đấy về để làm việc với doanh nghiệp, và người ta cũng rất muốn được đào tạo cập nhật cho cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp các cái kiến thức về vấn đề thị trường. Bởi vì thực tế qua cái việc mà tổ chức triển khai đăng ký lệnh 248, 249 thì tôi cũng thấy có một cái lỗ hổng trong cái việc là đội ngũ cán bộ kỹ thuật của một bộ phận doanh nghiệp là chưa có cái nhận thức đầy đủ về cái yêu cầu, các quy định của thị trường, cũng chưa hiểu được thế nào là đối tượng kiểm dịch, thế nào là HACCP, thế nào là các quy định về quản lý an toàn thực phẩm của thị trường. Thì đương nhiên cán bộ kỹ thuật mà không hiểu cái đó thì cái hoạt động của cái cơ sở đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai, là vấn đề đào tạo. Vấn đề thứ ba tôi cho rằng là kết quả thành công của cái chuỗi hội nghị này là cái sự phối hợp của rất nhiều bên, từ cơ quan quản lý, cơ quan khoa học, đến hiệp hội ngành hàng, đến doanh nghiệp, đặc biệt là cả cơ quan truyền thông. Cũng chưa có lần nào mà văn phòng SBS tổ chức các hội nghị mà có rất nhiều thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, kể cả đài truyền hình Việt Nam, các báo lớn cũng đều tham gia, và chúng tôi cũng mạnh dạn mời các phóng viên tham gia cùng với chúng tôi trong các cái chuỗi hội nghị. Thì đây là một trong cái mà nó lan tỏa được các cái thông tin đến được với các đối tượng có liên quan. Tuy nhiên thì cũng phải thấy rằng là cũng phải thẳng thắn nhìn nhận cũng còn hạn chế. Vâng. Bởi vì là chúng ta biết là cái số lượng các cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm là các hộ nông dân, hợp tác xã ở Việt Nam chúng ta rất lớn. Với 12 cái hội nghị, tôi cho rằng 20 hội nghị hay 100 hội nghị cũng chưa thể đủ. Bởi vì vậy mà hiện nay văn phòng cũng đang tham mưu cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ cái đề án SBS. Thì trong đó chúng tôi cũng có hẳn một cái chương trình xây dựng các cái bài giảng, các chương trình đào tạo, rồi xây dựng các cái cổng thông tin về SBS để làm sao kết nối cái thông tin nó thông suốt từ Bộ Nông nghiệp đến các doanh nghiệp, đến hiệp hội ngành hàng. Thưa bà Hương, là một số những nội dung then chốt ở lệnh 248, 249 đó chính là hàng không đạt chuẩn này, hàng không được khai báo này, hàng không có chứng nhận này của cơ quan thẩm quyền thì cũng sẽ không thể được thông quan sang thị trường Trung Quốc. Và theo bà thì việc mà phổ biến lệnh 248, 249 sẽ có cái tầm quan trọng như thế nào và sẽ có tác động như thế nào đối với việc trao đổi hàng hóa, đặc biệt là đối với cư dân biên giới hay còn gọi là xuất khẩu tiểu ngạch đó ạ? Và trong dài hạn thì lệnh 248 và lệnh 249 thì liệu có góp phần chuyển dịch từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch hay không, thưa bà? Thực sự cái pháp lệnh 248, 249 là một cái, tôi cho rằng đấy là cái công cụ, như là cái chính sách của bên chính phủ Trung Quốc, họ hướng đến đưa đến các cái sản phẩm nông sản vào Trung Quốc phải theo chuẩn nhất định của họ, và họ quy định rất chi tiết từ việc bao bì đóng gói rồi quy trình sản xuất, thực sự cũng không có gì quá ghê gớm. Nhưng trong cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, cũng như đặc biệt là với xu thế toàn cầu hóa và công nghệ thông tin, cũng như là xu thế thương mại điện tử, thì chắc chắn không riêng gì Trung Quốc hay Việt Nam mà các nước khác như Mỹ hay châu Âu, các nước mà có cái hạ tầng công nghệ thông tin phát triển, và đặc biệt là Trung Quốc là họ rất là mạnh, họ đã xây dựng, họ đã quan tâm làm cái việc số hóa cho
tại chính phủ Trung Quốc rất là phát triển, và riêng cho ngành nông nghiệp họ đã làm 10 năm nay. Hơn 10 năm nay thì tôi thấy rằng là dần dần cái chính sách biên giới cũng sẽ chính sách mà gọi là mình đã nói nôm na là để giải quyết vấn đề là gọi là bằng thủ công đi. Nhưng mà khi mà hải quan họ đã được số hóa rồi, quản lý chất lượng của họ cũng được, nhu cầu đặc biệt là nhu cầu nội tại của thị trường Trung Quốc, người tiêu dùng Trung Quốc đã được nâng cao, thì đương nhiên là người ta sẽ, mà cái thương mại điện tử của thị trường Trung Quốc thì phát triển kinh khủng rồi. Mọi người xem qua thông tin truyền thông đại chúng thì biết rằng là bây giờ bên Trung Quốc là gần như họ không tiêu dùng tiền mặt, họ hoàn toàn thanh toán qua ứng dụng WeChat, qua điện thoại thông minh. Người nông dân, tôi đã từng đến chợ đầu mối nông sản Thọ Quang ở Sơn Đông và những chợ trái cây khác, người nông dân 4 giờ sáng, 3 giờ sáng, 5 giờ sáng chở xe nông sản ra chợ bán, nhưng không phải giao dịch tiền mặt, hoàn toàn là đưa điện thoại dơ QR code ra quét xong chỉ mấy giây sau là đã có tiền về tài khoản, rất bình thường. Sau đó họ đi ra quầy đổi tiền, họ có thể mua được nông sản, họ mua công cụ, rồi họ mua phân bón, mua các thứ cũng bằng ứng dụng. Và nếu họ thích đổi tiền, họ ra quầy, họ có thể lấy được quầy exchange, và họ có thể ở ngay tại chợ đầu mối là họ có thể rút được tiền mặt. Thì tôi thấy rằng từ những cái chi phí rất là nhỏ, mua có thể vài tệ, họ cũng có thể thanh toán bằng điện thoại di động, qua ứng dụng, qua điện thoại thông minh và qua các ứng dụng. Cái đấy là xu thế tất yếu, và nó là nhu cầu nội tại của chính họ và của riêng họ, và tôi cho rằng là cũng không chỉ riêng một quốc gia nào mà của cả thế giới, xu thế toàn cầu. Vâng, xin cảm ơn bà. Chia sẻ với cả ông Nam điều này, khi mà chúng tôi thực hiện chương trình, chúng tôi cũng có ghi nhận ý kiến từ độc giả, và cũng có những độc giả họ chia sẻ với chúng tôi rằng là nhắc đến pháp lệnh 248, 249 là sẽ nhớ ngay đến SPS Việt Nam. Và thưa ông ạ, ông nghĩ gì về điều này, và theo ông ạ, lệnh những cái nhận xét ấy sẽ gợi mở cho SPS Việt Nam sẽ có những cái động lực để mà có thể triển khai cũng như là phổ biến các quy định của SPS trong các FTA thế hệ mới, mà trong đó thì có như là RCEP, đúng không ạ? Thì Trung Quốc cũng là một thành viên, thì ông nghĩ sao ạ? Bây giờ chúng ta phải thấy rằng Trung Quốc đã tham gia hiệp định RCEP cũng như cùng với Việt Nam, tức hiệp định RCEP gồm 10 nước ASEAN cộng với 5 nước là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand ấy, thì chúng ta lại mở rộng cái thị trường vùng nguyên liệu. Chúng ta được lợi thế về thuế, kể cả thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Chúng ta được rất nhiều ưu đãi của các nước, và như vậy chúng ta đã có một cái sân chơi, thêm một sân chơi nữa. Và trong đó là cái nhu cầu thị trường của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand cũng là những cái thị trường trọng điểm của Việt Nam. Thì đây là một lợi thế rất là mạnh của chúng ta khi chúng ta tham gia vào. Vì vậy là có lẽ chúng ta nên bỏ cái từ khắt khe và khó tính, kể cả trên truyền thông. Đấy. Nhưng bây giờ mình cứ nghĩ là người ta khắt khe, người ta khó tính, người ta cao, cho nên mình rất là sợ, đúng không ạ? Mình hay nghĩ đúng như chị Hương nghĩ, tại vì chị Hương là đã hiểu doanh nghiệp, chị Hương đã hiểu được việc này, cảm nhận cũng bình thường thôi. Mình nghĩ như thế thì mình sẽ thực hiện được. Và thưa bà Hương, là nếu mà so sánh với những cái yêu cầu mà kiểm dịch thực vật của Trung Quốc, chúng ta lấy ví dụ đi, với chanh leo, với sầu riêng trong các nghị định thư mà chúng ta cũng đã ký ạ, thì bà thấy những cái điểm giống, những cái điểm khác cụ thể là gì? Và khi mà chúng ta đã được chuẩn hóa về số lượng lớn các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế như vậy, thì nông sản Việt Nam của chúng ta có đồng thời là tăng chất lượng với nhóm người tiêu dùng trong nước hay không ạ? Tôi đã từng có phát biểu ý kiến trong một số các hội nghị của Bộ Nông nghiệp, đề nghị là Bộ phải mạnh tay hơn nữa, phải quyết liệt hơn nữa, giám sát chất lượng, và đã bất cứ ai tham gia vào sản xuất canh tác nông nghiệp phải làm theo chuẩn. Tại sao lại chỉ bán đi xuất khẩu mới là làm theo chuẩn, mà bán trong nước lại không chuẩn? Hay là chỉ đi bán hàng thì mới là, và bán hoặc là tôi ăn cho nhà tôi trồng thì tôi không bón cái này bón cái kia và phục vụ thị trường. Thực ra đấy là làm theo quán tính. Thế thực sự có làm được theo thế hay không? Tôi khẳng định làm được. Ngay như Cục Bảo vệ Thực vật xuống hướng dẫn, đưa ra một loạt các cái yêu cầu, ví dụ như là dùng hóa chất gì ra làm sao, quy trình trồng như thế nào, bón như thế nào, hay là thu hái như thế nào, đưa về sơ chế, đưa về cơ sở đóng gói, được dùng những hóa chất gì, quy trình rửa như thế nào, sấy khô ra làm sao, rồi thậm chí là bao gói như thế nào, dán tem như thế nào, được hướng dẫn hết. Có làm được không? Hoàn toàn làm được. Không khó, chỉ là có đúng là quy trình như thế này, có tuân thủ, và cái công tác giám sát kiểm tra. Để mà là giám sát kiểm tra, thực sự bộ có hàng nghìn người đi kiểm tra, hay Cục Bảo vệ có hàng nghìn người kiểm tra, ông SPS có hàng trăm người đi hướng dẫn đi kiểm tra. Nhưng cái người thực hiện, người nông dân và doanh nghiệp trực tiếp làm, cái người làm ấy, doanh nghiệp có đào tạo nhân viên hay không, và người nông dân người ta được huấn luyện, được đào tạo, người ta thấm vào đầu hay không, người ta có thực hiện theo giống như là một phản xạ không điều kiện,
thì ngay lập tức là người ta sẽ làm đúng. Và bây giờ đang có cơ hội rất tốt, có nghị định thư rồi, đã cam kết với họ rồi, cam kết với khách hàng rồi, là chúng ta phải tuân thủ những quy định như thế này, được quy định 1, 2, 3, 4, 5 trong nghị định thư. Vậy thì chúng ta phải làm, thế thì cần là công tác gì? Công tác giám sát và kiểm tra. Giám sát và kiểm tra tôi thấy đấy là công tác rất là quan trọng. Quy định mình có hết, thế thì cái quan trọng nhất là kiểm tra, giám sát. Và vẫn phải liên tục, và mình phải có cái chế tài. Hoặc là đồng thời là khi mà truyền thông cũng, tôi cũng nghĩ rằng công tác truyền thông cũng đồng hành và hỗ trợ cùng với cả doanh nghiệp và bà con. Đi vào chi tiết đi ạ, chúng ta thấy là trong một năm vừa qua thì Trung Quốc họ mới chủ yếu là thi hành các quy định trong lệnh 248 thôi, mà liên quan tới đăng ký quản lý doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu vào thị trường của Trung Quốc. Được biết là trong thời gian tới thì nước bạn sẽ bắt đầu áp dụng các quy định ở trong lệnh 249 với rất nhiều những quy định về thanh kiểm tra trực tuyến đối với doanh nghiệp để đăng ký xuất khẩu thực phẩm và thị trường Trung Quốc nói riêng và các quốc gia WTO nói chung khi mà Việt Nam tham gia vào cái sân chơi quốc tế. Thưa ông Nam ạ, chúng ta cần phải làm gì để mà chúng ta có thể chủ động hơn trong tương lai trong cái việc mà phối hợp giữa các cơ quan quản lý này cho đến giả soát và phổ biến thông tin từ các doanh nghiệp tới những người dân ạ, thưa ông? Theo quy định của lệnh 249 thì thực ra lệnh 249 nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, tức là cùng với lệnh 248. Tuy nhiên thì phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cho phép các cho phép chúng ta hiện nay là được bổ sung đối với những doanh nghiệp mà đăng ký nhanh trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 thì được bổ sung hồ sơ đến trước ngày đến hết tháng 6 năm 2023. Như vậy được hiểu là những doanh nghiệp mà đã đăng ký nhanh ở giai đoạn trước thì đến thời điểm trước tháng 6 năm 2023 phải chủ động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Hải quan Trung Quốc. Tất cả các hướng dẫn này thì văn phòng SE Việt Nam cũng đã gửi đến các cơ quan thẩm quyền. Và nói riêng và quy định chung của lệnh 249 thì cái hình thức kiểm tra doanh nghiệp của Hải quan Trung Quốc là có thể trực tiếp hoặc trực tuyến. Vì vậy cho nên là để mà chúng ta duy trì cái việc là xuất khẩu các hàng nông sản thực phẩm sang Trung Quốc đáp ứng quy định này thì tôi khuyến nghị các doanh nghiệp, một là chúng ta nên chủ động chuẩn bị về mặt hồ sơ, cũng như chủ động kiểm soát tất cả các mối nguy có thể gây mất an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chúng ta luôn luôn khi mà chúng ta đã ở trong tâm thế chủ động. Một cái nữa là qua cái rà soát số liệu cũng như kinh nghiệm đi tổ chức các hội nghị thì tôi thấy là nhiều doanh nghiệp của chúng ta hiện nay mặc dù cũng đã có nhiều năm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nhưng mà cũng chưa tham gia hoặc tham gia chưa sâu với các hiệp hội ngành hàng. Bởi vì một lý do là các cái thông tin của các cơ quan quản lý cũng như của văn phòng SVS hay là các cái thông tin chung liên quan thị trường Trung Quốc thì thực ra chúng tôi chỉ gửi đến được các cái hiệp hội ngành hàng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các hiệp hội ngành hàng. Nhưng mà thực tế cũng có nhiều doanh nghiệp là đến thời điểm này cái lệnh này được gần một năm rồi nhưng có nhiều doanh nghiệp đến bây giờ gặp tôi và bây giờ mới nghe thấy. Thì tôi cho rằng ở đây là cái việc là chúng ta bây giờ làm thương mại nông sản là cái việc tiếp cận thông tin là việc đặc biệt quan trọng. Nếu anh chị mà không tiếp cận thông tin của các thị trường thì tôi khuyên tốt nhất không nên đi làm thương mại nông sản, bây giờ nó khác rồi, thế giới nó thay đổi rồi, 4.0 đã thay đổi từ lâu rồi. Cho nên cái việc cái doanh nghiệp đầu tiên phải tiếp cận thông tin, thứ hai là phải phối hợp cùng với các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan ở địa phương, ở trung ương và văn phòng SS Việt Nam chúng tôi thì luôn luôn đồng hành cùng với tất cả các cơ quan, kể cả ở trung ương, ở địa phương và các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Và vì vậy là cái việc mà sau này khi mà đề án được Thủ tướng, đề án S nâng cao năng lực thực thi Hiệp định SVS được Thủ tướng phê duyệt thì chúng tôi sẽ thực thi các triển khai các cái giải pháp làm sao để kết nối được các doanh nghiệp với quan điểm là tất cả chúng ta đều trên một cái con thuyền, làm sao để chúng ta đạt được cái mục tiêu về xuất khẩu nông sản. Và cái khó nhất mà tôi rất quan tâm, tức là cái khó trong cái việc chúng ta có dám làm, dám thay đổi tư duy hay không. Vâng, thưa quý vị khán giả, với những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời thì chúng ta thấy rằng là việc quản lý an toàn thực phẩm của Trung Quốc đã đi vào hệ thống và các doanh nghiệp bắt buộc phải thích ứng, các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm với những sản phẩm của mình và bên cạnh đó cũng phải nắm bắt những quy định mới và phải tự đăng ký doanh nghiệp khi mà xuất khẩu sang thị trường này. Và đó không còn là đòi hỏi riêng của thị trường Trung Quốc
thông qua lệnh 248, 249, tiến tới là yêu cầu chung của toàn thế giới khi mà những sản phẩm minh bạch, chất lượng, truy xuất được nguồn gốc ngày càng có chỗ đứng. Và lệnh 248, 249 hay là nghị định thư về chanh leo, sầu riêng và sắp tới là khoai lang tím dường như mới là điểm khởi đầu cho hành trình là đưa nông sản của Việt Nam của chúng ta đi khắp toàn cầu và góp phần biến Việt Nam của chúng ta trở thành bếp ăn của thế giới. Và rõ ràng là chỉ khi mà làm được những điều như vậy thì vị thế của Việt Nam của chúng ta ở trên thị trường xuất khẩu nông sản của thế giới hay là thực phẩm ở trên quốc tế thì mới có được vị trí củng cố và vững chắc. Và hy vọng rằng là với những quan điểm vừa rồi của các vị khách mời sẽ giúp cho các doanh nghiệp là không chỉ thích ứng tốt hơn với thị trường Trung Quốc mà còn với nhiều thị trường khác ở trên thế giới nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của Báo Nông Nghiệp ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.